Này, chính xác Atabu hay là Chăm Bà Sắt hả chị? Phải cố gắng. À. Một đống đồ đằng sau luôn ha chú Hân. Đồ đạc, đi làm đồ đạc. Dạ. Hàng, phải đi bán. Sao chú nói sao? Đi toàn đồ đạc thôi. Còn là hàng hóa. Là mệnh giá lớn nhất của Lào đối với Việt Nam mình là 500.000 Việt Nam đồng. Lào chỉ có 100.000 kiếp thôi. Là được bao nhiêu kiếp em? 3.623.000. 3.6 triệu hả? 5 triệu tiền Việt thì chỉ được 3.623.000 kiếp thôi. Hạt cà phê như thế này à. Đây là những cái hạt cà phê à, mọi người có thấy không? Lại tiếng Lào luôn à. Không khỏi bỡ ngỡ khi mà ở ngay tại một cái nơi được gọi là thủ phủ của người Việt tại Lào, đó là tỉnh Atapu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại phố núi Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai. Và đây là một trong những cái tỉnh Tây Nguyên à, mà cách đây khoảng chừng 100 cây nữa thì sẽ giáp với lại nước bạn Lào, một đất nước mệnh danh là Thiều Ngôi. Thì hôm nay thì với một cái lý do khá là đặc biệt, Bùi Hồ có quay trở lại đất nước Lào cùng với lại em Nhân Chứng và một cái người bạn đồng hành Mỹ, đó là anh Ngân, quê cũng ở Đồng Tháp luôn. Lần trước á, Bùi Hồ có đi sang Lào thì anh Ngân có xem được một cái đoạn phim khá là thú vị, đó là Đền Quạt Phu. Thì ở nơi đó anh nghe được bà ngoại của mình kể lại rằng là có một cái tảng đá khá là linh thiêng, và nơi đó cũng là quê hương của ông ngoại đã từng sinh sống ngay tại tỉnh thành phố Chăm Pa Sắc. Thì hôm nay thì anh em mình có dịp để đồng hành với nhau thì gọi là anh, nhưng mà chú rồi, nhưng mà gọi là anh cho sự thân thiện nghe cô bác quý anh chị. Thì cái cảm xúc của anh như thế nào ha anh Ngân? Thì kết hợp với anh em Bùi Hồ đi chuyến đi Lào này, tôi cũng trăn trở lắm, cũng hơi khó ngủ. Tại vì mình có cảm giác như mình trở về quê hương của mình để tìm về cái nguồn cội. Mong rằng chuyến đi này anh em tôi sẽ thành công và tôi sẽ được tội nguyện những gì, gặp lại những người thân của mình, thân yêu của mình. Dạ, cảm ơn anh. Và trên cái đoạn đường đi thì anh có đem theo một cái bức thư của ông ngoại của anh viết cho bà ngoại từ năm 1955, và chính xác là ngay tại Chăm Pa Sắc của Lào. Và nội dung bức thư đó thì cô bác quý chị cứ xem, và Bùi Hồ sẽ nhờ anh chia sẻ một chút xíu về nội dung bức thư cách đây gần khoảng 100 năm nha cô bác quý chị. Và trước khi sang Lào thì các anh chuyến xe sáng nay là 6 giờ và các anh em phải ăn sáng ngay tại chỗ này. Và điều đặc biệt ở đây á, là một cái tô bánh canh hay là một cái tô phở khô ở vỉa hè giá chỉ 20.000 đồng, rất là bình dân. Vì ở đây là cái thời tiết xứ lạnh nên khi mà cô bác quý chị ở đây ăn xong á, người ta sẽ không khác với miền Tây của Bùi Hồ, người ta sẽ uống được trà nóng hoặc là nước lá vối. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình, mời cô bác quý chị ha. Khi mà Bùi Hồ cùng với em Nhân Chứng sẽ đi từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Chăm Pa Sắc của Lào, một cái chiếc xe khá là thú vị phải không cô bác quý anh chị? Ở trên mui xe thì chắc đầy đủ lỉnh khỉnh đồ, và thậm chí thì ở trong cái chiếc xe này đó, nó ở đồ của hành lý của hành khách cũng chắc rất là nhiều luôn, kiểu giống như là Việt Nam mà hồi năm khoảng năm 2000 thì mới gặp cái những cái hình ảnh thú vị như thế này. Giá vé thì mỗi một chuyến như vậy là 500.000 từ Gia Lai cho đến tỉnh Chăm Pa Sắc. Và bây giờ thì các anh chị đang xếp hàng lên nè. Con này gửi sang Lào luôn hả? Gửi sang Lào luôn hả? À, tới Lào luôn. À, tới Lào. Chỗ đó. Có chỗ nào? Có đóng nước không? Và hiện tại thì Bùi Hồ với em Nhân Chứng đang có mặt trên một cái chiếc xe di chuyển từ thành phố Gia Lai sang tỉnh Atapu và Bắc Xế của Lào. Và mình có bắt gặp được hình ảnh một cái chú buôn bán ở bên Atapu hả chú ha? Atapu. Chú tên gì ha? Tên Vũ. Tên Vũ. Chú ở Gia Lai luôn.
ở Gia Lai luôn, ở Hoa Lư, Gia Lai. Hoa Lư. Chú Ngon nó bên Lào bán lâu chưa? Được 10 năm rồi. Mặt hàng của mình bán là gì? Bán hàng tạp hóa là mặt này. Cái gì cũng bán là mặt này. Chủ yếu là nông sản hay là... Cái gì cũng có, là bán là mặt hết. Dạ. Nhỏ đến đó này. Bán là mặt. Dạ. Không biết cái duyên sao mà chú lại đi sang Nga Tư Bư tận Nga Tư Bư bán vậy? Sang từ hồi đó là có em đi trước ấy. Dạ. Có như ở Gia Lai này cũng giờ cũng ít rồi, qua nó nên đỡ hơn. Sống đỡ hơn. Sống đỡ hơn. À, chú đã sống được 10 năm thì vợ con bên đó luôn hay là của mình chú thôi? Hai vợ chồng. Hai con vợ chồng. Thì ở nhà đi học. Dạ. Thì con nghe nói một cái tình hình chung á là Lào hiện nay đang lạm phát rất đúng là rồi, nhiều. Lạm phát nặng lắm rồi. Và quá nặng. Cái tỷ giá kiếp Lào so với Việt Nam so với trước đây á thì phải nói là tụt giá rất là nhiều. Tụt nhiều lắm rồi. Hiện nay tình hình tỷ giá là bao nhiêu hả chú? Là hình như là 1-3 năm. 1-3 năm. Còn 1-3 năm. Là 1 triệu kiếp Lào được 1 triệu 350 nghìn từ Việt Nam. Đó. 1 triệu Việt được đổi sang tiền Lào là được 1 triệu 350. Tiền kiếp mà tiền kiếp đổi sang tiền Việt. Tiền Việt. Dạ. Tiền kiếp đổi sang tiền Việt là còn 1-3 năm. Thì dạ, còn 1-3 năm. Thì trước đây là khoảng lúc mà chú 10 năm trước thì chú Hoa là bao nhiêu? Là 1-2-7. 1-2-7. Có thời điểm hơn một tí. Dạ. Vậy thì cái tỷ giá nó trượt như vậy đó chú, thì nó gây khó khăn cho mình nhiều không? Khó khăn nhiều, bây giờ bán không có lời đâu. Cầm cự sống ở đó là bây giờ cầm cự rồi. Với cái tỷ giá nó trượt như vậy thì có bao giờ chú nghĩ là mình sẽ quay về lại Việt Nam không? Có nhiều người quay về, nhưng mà những người có điều kiện là quay về hết rồi. Quay về hết rồi. Còn ít người ở lại là không có điều kiện về. Khoảng 10 năm trước nữa thì cái vùng đất Lào là vùng đất màu mỡ cho người Việt. Đúng rồi. Dạ. Còn hiện nay thì cái khu của chú đang sống thì chỗ chú đang sống, tỉnh chú đang sống thì người Việt nhiều không? Vẫn nhiều, nhưng mà đại khái bây giờ nó cũng còn khoảng độ trước là khoảng 100%, bây giờ còn khoảng là 40% rồi. Khoảng 40%? Còn khoảng 40% người Việt mà đi sang làm ăn đấy. Dạ. Nhiều công ty cũng dạng là cũng đóng cửa, móc meo, phá sản này. Công ty Việt đấy. Cái tình trạng xăng dầu ở bên đó thì sao chứ? Xăng dầu lên xuống nó không ổn định. Có lúc là lên tới 20, 25. 25 một lít, 25.000 kíp một lít, tiền kíp. 25.000 là gần 30.000 trên Việt Nam. Ừ. Xăng dầu không ổn định. Dạ. Bởi vì xăng dầu không ổn định là hàng hóa nó leo thang lên theo. Dạ. Ừ. Tiền thì mất giá. Dạ. Bây giờ chú chủ yếu qua bên đó là để cầm cự thôi. Cầm cự thôi, cứ ở thế thôi, bây giờ không biết làm sao được. Chia sẻ với mọi người cái tình hình chung là như thế này. Hiện nay thì cái tỷ giá kiếp Lào so với Việt Nam á thì khoảng 1 triệu kiếp Lào thì khoảng 1 triệu 3 triệu 4 tiền Việt Nam thôi. Và khi mà cái tỷ giá trượt vậy đó thì lấy so với tỷ giá đồng tiền á thì lấy hàng ở Việt Nam qua bán Lào không có lời nhiều, nhưng trước đây 1 triệu kiếp Lào khoảng 2 triệu 2 triệu 4 tiền Việt Nam á thì lấy ở bên Việt Nam giá rẻ qua Lào bán giá mắc thì người ta cái mảnh đất Lào gọi là màu mỡ cho người Việt của mình ngay tại Lào. Nhưng cái thứ hai là do tình hình lạm phát đó nên có một số bạn sinh viên của Lào á qua học ở Việt Nam á thì lại gây một cái khó khăn so với tiền Việt. Có nghĩa là trước đây 1 triệu kiếp Lào thì qua Việt Nam học được khoảng 3 triệu tiền Việt Nam, hơn 2 triệu tiền Việt Nam. Thì bây giờ thì ngang nhau nên thành nữ rất là khó khăn. Có những người mà người ta chỉ đi ra nước ngoài để mà xuất khẩu ra nước ngoài vì cái tỷ giá đồng tiền nó lớn hơn. Chẳng hạn như là ở Việt Nam có những cái công ty xuất khẩu lao động như là qua Nhật nè, qua Đài Loan nè, tại vì tỷ giá đồng tiền nó lớn, đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Thì chia sẻ với mọi người trên một cái chuyến xe ngắn như thế này để chia sẻ với cô bạn chị để hiểu thêm. Và bây giờ hành trình của hai anh em á thì cũng còn khá là dài. Và để chắc còn khoảng hơn 2 tiếng nữa thì mới đến cửa khẩu Bơi thôi chú ha. Còn lâu đấy. Còn lâu. Bây giờ mới là trung tâm Pleiku thôi. Và trung tâm Kon Tum rồi. Thì trung tâm thành phố Kon Tum. Cái tổng đoạn đường của hai anh em đi là khoảng với lại anh Ngân là khoảng gần 500 km, di chuyển từ 6:30 sáng cho đến khoảng 5 giờ chiều để mở đến nơi. Và cô bác anh chị cứ cố gắng đợi để mà xem theo dõi hành trình của mấy anh em ha. Có cái này
phải chuyển qua bển cái lào không trồng được các bạn. Đây là mình đem về Atabu hay là Chăm Bà Sắc hả? Atabu hả? Có đây là những nông sản mà chở từ Gia Lai sang Lào hả anh Hùng? Đúng rồi. Ở người Việt của mình đó, ở Lào thì nhiều lắm. Và đặc biệt là hai tỉnh, đó là tỉnh Atabu và tỉnh Bắc Xế. Đó thì đây là những cái nông sản mà chuyển sang Lào để bán đó là để phục vụ cho người Lào hay là người Việt ở người Lào? Việt và người Lào. Em trước giờ em có gặp cái tình gọi là vận chuyển hàng hóa giống vậy không? Dạ chưa. Thấy cũng ngộ ngộ ha. Dạ. Mình chuyển sang Lào hả chị? Đây là một số cái hàng hóa mà từ Việt Nam chuyển sang đồ chắc đồ lĩnh kỉnh như thế này nè mọi người. Thậm chí là hàng chắc nhiều hơn người. BT à? Dạ. Đây chuyển sang Atabu hay là Chăm Bà Sắc hả chị? Xe cũ lắm. Dạ. Tây Nguyên nắng gió cô bác quý anh chị, thời tiết lúc này nhiệt độ thì rất là cao và chỉ gần 10 giờ sáng thôi thì thời tiết có thể trên 33 độ và các anh em mới vừa làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu xong. Và đây là cái cửa khẩu Bờ Y, một trong những cái cửa khẩu nó liền giữa Việt Nam và Lào. Trên cái chuyến xe hành trình của mình đi á thì sẽ bắt gặp rất là nhiều người Việt Nam sang Lào, đa số họ là những tiểu thương qua bên đó để buôn bán làm ăn. Vì hiện nay cái đồng tiền kiếp nó khá là trượt giá nên người Việt Nam cũng quay về khá là nhiều. Và chiếc xe mình đi á, thì đa số để vận chuyển hàng hóa để sang Lào để buôn bán. Và mình sẽ tắt cái đoạn clip này ở đây. Và Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị thấy sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong. Và một cái chi phí mà để mà lúc ta để qua thủ tục nhập cảnh là 20.000 đồng. Đây là cửa khẩu Bờ Y, một trong những cái cửa khẩu mà gần với ngã ba Đông Dương giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Bên đây là tỉnh Kon Tum, còn bên kia là gần với tỉnh Atabu của Lào. Và Bùi Hồ mới làm một cái thủ tục gọi là thủ tục xuất cảnh từ nước bạn sang đất nước Lào. Hiện nay thì Bùi Hồ đang đứng trên làm thủ tục xuất cảnh xong rồi. Và cái đoạn đường đi á thì Bùi Hồ đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh lên Pleiku, Gia Lai và đón xe Mai Linh
một lô xe hàng ngày từ Việt Nam sang Lào, từ 6 giờ sáng cho đến là 5 giờ chiều là sẽ đến tỉnh Champasak của cô bác anh chị. Và đây là cửa khẩu Bờ Y nè, đó, một trong những cái cửa khẩu ở Tây Nguyên đó. Thì với cái chi phí thì tầm khoảng 1,5 triệu cho cả một cái hành trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Gia Lai và đi đến Champasak. Về cái chi phí đi xe thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Đi xe thì cũng 1,5 triệu từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà là thời gian để tiết kiệm thời gian thì Bường Hồ sẽ đi máy bay xong rồi sẽ đi, sau đó là sẽ đi đi xe qua đây, sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và bây giờ xe của mình cũng đang chuẩn bị đang chạy, bây giờ Bùi Hồ sẽ lên xe đây đi ha. Cô bác anh chị nhớ tiếp tục đón tiếp theo hành trình của Bùi Hồ ha. Giờ thì Bùi Hồ sẽ làm thủ tục nhập cảnh sang Lào với một cái chi phí là 100,000 đồng cho một lần nhập cảnh đó mọi người. Đây nè, đây cửa khẩu ở Lào đó. Chỉ còn khoảng 2-3 bước nữa thôi là đã đến nước bạn Lào, một cái nền văn hóa hiền lành cặp sông Mekong. Bây giờ mình sẽ vô đây nha mọi người. Ở trong kia thì không cho quay phim quay hình, nên Bùi Hồ sẽ làm thủ tục quay cho cô bác anh chị thấy. Nó là của người Việt hết, người Việt hết. Ở những quán này là của người Việt hết. Nhưng mà tiền Lào rất giá à. Người ta về hết. Có nghĩa là làm ăn người ta không có lợi nhuận nhiều nữa hay chú ha? Không có lợi nhuận nhiều. Dạ. Không có lợi, bán không có lợi, người ta về hết. À. Đó là cái cửa hàng bán mạng di động. Untel. Nó lạ lạ gì. Ăn cái đi nha. Một đống đồ đằng sau luôn ha chú ha. Đồ đạc. Dạ. Hàng đi bán. Sao chú nói sao? Toàn đồ đạc thôi. Còn là hàng hóa. Đi làm. Em đi qua bên Lào bán thôi. Nhưng mà bây giờ đồ này nó có thể gớt bất cứ lúc nào đó. Không những ở đây mà còn có trên mui nữa. Trên nặng lắm. Còn mấy cái nước nặng lắm. Trên nặng lắm. Dạ nặng lắm. Trên nặng. Bắt tay hai lần rồi nha. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Có thêm người nữa hả? Đâu, ai lên rồi. Mất rồi. Chuông vô lên. Cúc cứ thương rồi đấy. Chắc nào tôi cứ bị mạnh. Đồ dưới đây là nó tràn xuống rồi nha. Lên. Bây giờ là đi không có đứng còn không được nè. Biết rồi, không còn đứng nữa. Không còn chỗ đứng đồ thì nó tràn xuống luôn rồi sao đi? Xe này 16 chỗ hả chú? Buộc hay? Tôi đi mà họ à tập bơi anh. Chú xài lặng. Hai mươi mấy đấy. Hai mấy chỗ. Hai mấy, hai khoảng ngồi trên cặp bồn nữa mà 2,25. Cái đằng nơi cho nó cái chế đấy. Cái gì? Bọn tôi mới điện cho này rồi, cái chế ạ. Tới chưa? Đó, đến đó rồi. Xuống xe rồi, đợi cứng chi ăn rồi đợi cho. Hình như cái quán này là quán người Việt. Quán kiểu rồi. Chào lại rồi lối đi thôi. Xe là cái gì vậy? Không có trông lên lắm thế, con đứng ở nhà bà Đào ngư là ăn cơm rồi con mẹ. Này còn cái cảnh này còn hơn đi xe buýt ở Việt Nam hiện tại. Còn ghê hơn nữa. Nhiều người nhát ghê hơn nữa. Ở Việt Nam ở năm 90. Bởi vì chiếc này lên tới bác sĩ là chiếc cuối cùng. Chỉ có hai chiếc đi bác sĩ, một chiếc bây giờ đi trước rồi. Dạ. Còn chiếc này không đi rồi, không có xe. À, nên người ta bắt buộc chú. Nó nhiều nhất đấy. Dạ, lão này rồi người ta phải đi thôi. Bắt buộc phải đi. Dạ. Đỏ, nó ngồi ngoài đi. Đi.
Đây là chiếc trời ngủ luôn, vậy khỏe luôn đó. Bây giờ cũng cố gắng chỉ còn hơn 15 cây nữa hả? Là tới Atapu hả? Đây đến Atapu còn 15 cái gì nữa, 15 là cái thành phố rồi. Trong mương cầu sắp nó tràn xuống nè chứ gì. Ủa nó tràn xuống hết luôn kìa. Dạ ra kia mà cái này chương trình được. Đạp lên đồ luôn. Ủa, xe đồ có những xe này xe 45 chỗ cũng có đạp lên những anh chụp anh rất tốt tốt á. Sao lấy ra được? Ôm cái này xuống đỡ cái đi. Đi khỏi cầu. Đây cầu. Để chừng nó cấn lên này nè. Đây 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 đây. Ra cửa sổ luôn. Bộ đôi chị đang nghe nha. Chuyên viên xe khách này, chuyên viên khách hãng hùng nhất từng đi nè. Chuyên xe bỏ phá. Anh vừa thôi anh à. Có đầu xanh rồi đó. Mày mau bỏ đèn cái đây, lai cõi em mày đó. Loại chứ. Xe này chưa đi chưa em mà. Đi khách là một chỗ. Chưa đâu, mới có ba mấy nè. Em thấy có nhiều rồi. Đồ đen cho em tí. Ok. Bây giờ nó nút lát là làm đôi. Đây đây đây. Còn lô xe này cũng cực cứu trời. Rồi chứ chắc. Hôm nay mới có câu trả lời chính xác vì sao mà việc đi du lịch ở Lào. Lý do là đi làm nhiều. Đi Lào chỉ dạ. Chủ yếu đi làm thôi. Dạ, còn đi du lịch thì chuyến bay thì ít. Đi bằng đường này thì hơi vất vả. Nên đánh tôi nó đi Lào, đi Thái Lan, đi ô tô nó luôn. Dạ. Không biết đi kiểu này là đi du lịch rồi. Mệt lắm. Này là đi hành xác luôn. Đây đi hành xác đi làm. Đây đây có hai chỗ đi. Vì sao người Việt lại sang là ối nó chuyển này lên đi em. Dạ. Chuyển này lên đi em, để hồn đè anh luôn á. Đè có tăng. Ấy anh đừng có bước lên những cái ba lì một ba lô màu đỏ nha. Cái này đè. Cái này đè. Phải tàu. Con như chỉ có bao nhiêu nhỏ nhỏ tuổi vậy làm mới nổi rồi chứ lớn lớn tuổi làm thì xỉu quá hả. Em nhiêu tuổi rồi? Em 22 đây. 22 hả? Alo. Bạn này nhỏ nè, tôi là sao? Dạ. Đây là bạn của mình đang ngồi đây. Có xe em thì hai nhỏ nhỏ tôi là sao đây? Đây, lặng đây, bắt tôi đây. Tôi là sao? Nói đâu vậy? Ơi, ở cái này có đúng rồi, có phần đấy, chua, và những miếng lạp này. Ôi, ok, không có, không có năng, từ cái gấp nhá, từ gấp.
Và bây giờ thì một cái hành trình khá là dài cô bác quý anh chị, từ Gia Lai cho đến là huyện tỉnh Atapu của Lào á, thì di chuyển từ 6 giờ sáng cho đến là gần 2 giờ chiều chưa có được ăn cơm. Và hãi hùng nhất là cái chuyến xe như thế này nè, chắc đồ khắp ở trên mui hết rồi, lũ cũ hết, thậm chí là ở dưới này thì cái tình trạng gọi là người ngồi rất là chặt luôn. Và đến một cái trạm cơm mà Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị, một cái trạm cơm người Việt ngay chủ tỉnh Atapu, đó là trạm cơm Đức Lộc 3 ở sau lưng này đây. Và mình sẽ ghé đây là mình mua một số cái sim để sử dụng ở đây luôn. Hải hùng quá. Rồi cái cảm giác bây giờ của anh Ngân sao rồi? Quá mệt. Xe bão có bão táp. Của em cảm giác sao rồi Ngân? Cảm giác sao rồi? Trong anh em mình thì hơi đau lưng tí. Từ đó sáng giờ có một cái tô bánh canh nhỏ thôi đúng không? Ở ngoài là đã nắng nóng rồi, mà ở trong còn không có cái hơi người nó nhiều quá, không có không khí anh, cho nên thở không được. Và anh giới thiệu với em cái trạm cơm ngoài sân lưng này là trạm cơm của người Việt, đó là trạm cơm Đức Lộc 3. Anh em mình đã đóng tiền ăn cơm rồi, 50 ngàn đồng một người. Giá vé là đi từ Gia Lai cho đến Chăm Ba Sắc là 450, 50 ngàn tiền cơm nữa là 500 ngàn. Thôi giờ bắt đầu vô ha. Đây là một cái quán cơm Đức Lộc 3, các món nhậu có máy lạnh gồm có cả tiếng Việt với lại tiếng Lào luôn. Không khỏi bỡ ngỡ khi mà ở ngay tại một cái nơi được gọi là thủ phủ của người Việt tại Lào, đó là tỉnh Atapu. Thì đa số người Việt qua bên đây chủ yếu với một cái nghề được gọi là sinh sống bằng cách là buôn bán ở đây thôi. Còn người Việt mà đi du lịch ở đây thì rất là ít. Lý do thứ nhất á, là vì cái phương tiện mà nếu như mà bay á, thì chi phí cũng khá là cao từ Việt Nam qua đến thủ đô Viêng Chăn. Cái lý do thứ hai á, là thêm một cái lý do nữa là khi mà đi xe như thế này cũng khá là bất tiện. Thường thì họ đi những cái tour thì nó sẽ giá cao hơn so với đi Thái hoặc là đi Thái Lan hoặc là đi Singapore. Và vì cái lẽ đó mà đất nước Lào là một cái đất nước vẫn còn khá xa lạ đối với người Việt tại Việt Nam, ở các, đặc biệt là các tỉnh miền Tây. Nhưng các tỉnh miền Trung, miền Bắc thì qua đây làm rất là nhiều, Trung, miền Bắc thì qua đây làm rất là nhiều nên sẽ không còn xa lạ nữa. Giờ vô đây ha. Đây là thịt luộc hả? Đây là thịt kho, ở gì? Xào dưa. Thịt xào dưa. Thịt dồn đậu hũ. Đây là đậu hũ. Còn cho em coi cái này coi. Cá kho. Kho tộ. Cá kho tộ bên đây là gì? Canh hả? Canh chua. Canh chua. Và đặc biệt ăn với cái này giống như là của Cam á. Rồi mời cả của Lào. Của Lào, mời cả nhà mình ăn cơm ha. Nhum. Ăn bác tài chạy ăn gì không đói hả? Giờ này chạy gần 2 giờ mới ăn cơm không đói. Quen rồi ha. Đói mờ mắt luôn. Đói mờ mắt luôn. Cái ông chủ này ở Gia Lai luôn hả ba? Gia Lai à? Ông Lai hả? Huế hả? Đây là mọi người thịt luộc chấm mắm tôm. Giờ bữa trước thấy anh Vĩ nhận bán rẻ nè, chơi hoài Vĩ làm rẻ lắm, con dê là nằm dưới bản cho tiền mấy kiểu dịch coi. Không, nói chung là làm dưới bản này nó biết để mua bán không, nên cái này mình không đặt ra người ta không nấu đâu hả bác? Đặt là mới nấu đúng không? Còn không đặt là không nấu. Và đây là các món ăn ở tại Lào do người Việt nấu. Cơm Việt Nam có cơm thịt luộc nè,
Đây là dưa cải kho. Kho thịt. Đậu hũ nhồi sầu thịt. Dưa làm sầu dưa. Dạ. Ông chủ này là người Huế đó nha. Dạ. Và giá xe là 500 nghìn bao gồm luôn bữa ăn, còn nếu như mà không đăng ký ăn là 450. Không ăn thì đói luôn đó. Tức là bữa ăn về mỗi người là 50 nghìn ăn chung với nhau. Và thôi bây giờ đói quá rồi, ăn cơm đi. Dạ. Tới lúc nào mình đi chuyến này đi về Hà Nội về luôn. Chuyến về không có khách. Chuyến rồi không có khách hả? Chuyến này sao đông rồi. Chuyến về không có khách bữa. Không nằm khách vậy. Mình có thối ông bữa nước về. Ngay cái hình hình. Nhân ăn thấy sao, ngon không? Mới ăn mà anh. Nó xe kia chở hàng không thể dầu sợ hết thuốc thôi. Ở bên trên thì nó mà dàn lạnh. Mà đói là gì cũng ngon. Đúng rồi, đói mở mắt luôn, chị này nói đói mở mắt. Đói mở mắt luôn. Sáng ăn được con nửa tô hủ tiếu à, nửa tô bánh canh à. Ăn vội để đi. Mà xe thì đi sớm, ăn thì ăn trễ. Cái phụ nữ mà yếu chắc xỉu luôn quá bác tài. Có ai bị xỉu không? Không, xưa quê rồi. Vâng. Nó xỉu đâu có. Vâng, nó ngon một đắng rồi mà. Sao mà đói được? Sao mà nó đói rồi cơm chứ mình. Nhưng mà nấu ở đây chủ yếu là người Việt ăn hay làm? Có người Lào ăn đó. Là nhà nước. Ừ. Người Việt, người Việt đâu. Đi quay này mà gặp được đám cưới này là bắt đầu quay cái món pịa của Lào đấy. Món gì ạ? Pịa, pịa. Phân non, phân hoàn. Đó thật gì? Món thứ hai là món tôm cộm. Các miền Bắc cũng có ăn. Món tôm sụn hả? Tôm sụn hả? Tôm sụn tôm cộm là ngon lắm. Tôm sụn tôm cũng được nhưng mà nó có tôm sụn là tôm chín. Tôm sụn là tôm sống. Chua, sụn là chua. Mà người Lào có ăn cơm giống mình không? Nếp. Ăn xôi từng ngày. Chính ra ăn xôi thì không tốn nhiều thức ăn nhé. Chỉ cần một dĩa thức ăn là anh ăn đủ rồi. Nhưng mà không nhả là không nhiều. Mà gấp đồng mặn như thế. Mình ăn cơm, ăn xôi. Ăn xôi ăn kèm với lại khô hoặc là muối mè. Dạ. Yeah. Nhưng mà ăn xôi thì ít bị đau bao tử. Tốt. Cần hai con cá để họ nướng, họ cũng đâm mì ớt, mì nướng là họ đủ ăn rồi. Còn 4-5 người. Ăn qua đây làm ở bên đây hả? Đa số là ăn bốc. Quê là quê hả? Bây giờ sao hả? Dương sống ở Con Tum. Qua nào làm việc đấy, cũng thích. Ở trong dân tộc thì đây có em này em ấy người dân tộc thì là đánh lừa rồi ăn bả gì đấy rồi cứ thi theo thì cá bỏ rồi về bỏ nó cứ ngư ngư cái này vào những bả khi mà những bả những bả đi về ngoài Hải Dương ở xong cứ đi suốt ngày đi đón thịt thuần thôi. Dạ. Đậu hũ miếng này. Dạ. Đậu hũ gì đậu hũ ở bên nào thì làm nó cũng không không bền mà nó biết Việt mình. Vì họ lọc nó to quá. Cành chua đâu cái lạnh. Đây đến bác sĩ còn nhiêu cây nữa chú? Đường má nửa đường hả? Cá tầm á. Cá bà xa. Không cá to mà nó bè 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 đấy. Qua đây chạy nhanh hơn. Dạ.
lâu lâu đoạn đèo á. Mà cái đoạn đèo hồi nãy ghê quá nè. Đôi em đôi đèo lấy chứ là đèo gì chú? Đèo đất, đèo đá, nó phong ra đường đoạn, đèo 52, nó phong ra đường đoạn. Cái đường đèo mình chạy cũng 100 cây ha. 60 cây một đèo. Nói chung là ở bên đây đường nó vắng không các bạn? Đèo Đà Lạt chắc không là gì so với cái đèo đó. Đúng rồi. Cái điểm mà thu đổi tiền ngoại tệ á, có nghĩa là tiền Việt đổi sang kiếp Lào á. Nhân ngay trước quán cơm luôn, đối diện quán cơm thì có một nơi để thu đổi tiền ngoại tệ, chuyển tiền Lào Việt, Việt Lào. Và đây là Đức Lộc 1, nơi đây là nhà nghỉ nè. À, đổi 5 triệu trước đi. Nay tỷ giá nhiêu vậy em? Nay tỷ giá nhiêu vậy? Tỷ giá Việt lấy kiếp á? 138 hả? Cho anh đổi 5 triệu ha. 5 triệu tiền tiền Việt á. Việt đổi sang kiếp. 138. Tức là 13 10.000 tiền Việt thì đổi được 10 10.000 tiền kiếp là 13.800 tiền Việt. Nhất á là 100.000 kiếp là mệnh giá lớn nhất của Lào. Đối với Việt Nam mình là 500.000 Việt Nam đồng. Lào chỉ có 100.000 kiếp thôi. Là được bao nhiêu kiếp em? 3.623. 3.6 ha. 5 triệu tiền Việt thì chỉ được 3.623.000 kiếp thôi. Đây có tỷ giá tính sẵn nè. 5 triệu được là 3.623.188 thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ơi, nó khá ấy rồi chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ủa, em thấy anh đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 20.000, 3.000 đúng rồi. Tiền Lào á thì nó cũ hơn so với tiền Việt của mình, do cái tính tiền á, Lào ít linh tiền cả. Rồi còn có một cái thủ tục tiếp theo đó là hen, cảm ơn em nha, là mấy anh em mình sẽ mua lại cái sim lướt mạng bằng tiền kiếp này. Đây là 3.623, cái sim này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 kiếp. Lấy ra tờ 100.000 kiếp ha. Nhân cảm thấy như thế nào? Cho ba cái sim em ơi. Cho ba cái sim. Ba cái sim lúc nãy đó. Thẻ cào luôn, mua luôn. Thẻ cào mấy à? Thẻ cá. Có loại bao nhiêu à? 10.000, 50.000, 100.000. 10.000, 50.000. 100.000. 100.000, 10.000 đi, ba cái 10.000 ha. Cái này cách sử dụng có hướng dẫn không ta? Em hướng dẫn giùm anh với. Em không biết cũng làm. Vậy hả? À. Đây là cái sim của mình nè mọi người. Sim này vừa lướt 4G vừa gọi được đúng không? Dạ. Đây là đây là mấy mươi ngàn. Đây là 40.000 đúng không? Dạ. Đây là 20.000, 20 với 20. 40. Dạ. Rồi, tí xíu nữa mình sẽ về mình hướng dẫn sử dụng sau đi. Vậy hả? Dạ. Ồ, hàng quá đầy nhóc xe luôn, từ ở dưới này cho đến trên này. Nằm ở trên đậu luôn luôn. Rồi thậm chí là nằm ở dưới này nữa nè. Anh nói đời chơi đây cái này, còn mấy phút cuối cùng nữa. Chỗ này đi.
Còn em à, chỗ có người ngồi không? Chỗ có người ngồi không? Ôi, ôi à. Mỗi lần mà một hành khách mà lên xuống là khó vậy á. Nhớ không? Ngoài sau lưng là nó hải hùng nhất của chiếc xe luôn á. Có hai bạn ở bên đây nữa nè. Bây giờ không thấy đường luôn. Ván nha, ván nha, ghi ván nha. Ở khủng khiếp thiệt. Dài 4 mét, dài 4 mét. Ở đó chặt dữ không? Hai bạn này người Lào. Lào. Dài 4 mét, rộng 25 cm, dày 2 cm. Dài món mà. Được chưa? Dài 4 mét, rộng 25 cm. Đồ thì đụng tới nóc ở trong kia. Bằng 2 cm. Nó gọi chút xíu, ba lô đó, cái chừng ba lô đó gất đầu rồi. Sau khi ăn cơm á thì xe mình chạy một đoạn nữa tới chợ số 3 ngay tại Atabu. Thì các anh lơ xe này đang truyền đồ xuống nè mọi người. Đó. Đây là những cái mặt hàng nông sản mà từ Việt Nam đem qua. Gồm có cả ớt nè, cà chua nè. Đó, đậu que nè. Đậu phộng, xôi. Chị này chỉ bán đậu phộng với lại xôi. Anh ăn không? À. Này là nhiêu ta? Hỏi giùm 5.000 hả? Đây, đây nhân cầm tiền nhân. Có một cô này bán cái đồ hàng rong nè. Trong đó thì có xôi, có đậu phộng, có gỏi cuốn, có cơm. Dạ. Hình như là 5.000 kiếp. 5.000 kiếp. Người ta sẽ thối mình lại. Túi đậu phộng. Có lại nè đúng không anh? À, đúng rồi. Không, một bịch thôi. Mình mua một bịch thôi là người ta này 10.000. Sao 10.000? Vậy là anh đưa bao nhiêu? 20.000. Đây đây. Ủa vậy là sao? Là thôi là 15.000. Em hiểu chưa? Anh đưa 20.000 hả? À, đúng rồi. Hiện giờ là gần 6 giờ tối và xe của mình vẫn chưa đến cái nơi mà mình cần đến, đó là thành phố Champasak của tỉnh Bắc Xê của Lào, và đang đợi các kiện hàng được di chuyển từ trên mui xe xuống. Thì mình bắt gặp hình ảnh ở đây là một cái chiếc xe cà phê khá là lớn luôn mọi người. À, lần đầu tiên mà thấy được những cái hạt cà phê như thế này. À, đây là những cái hạt cà phê. À, mọi người có thấy không? Cà phê này là một cà phê người ta mới vừa thu hoạch thôi. Dạ dạ. Rất là hay luôn. Chào các anh nha. Đây là cà phê này được trồng tại Bắc Xê luôn và thu hoạch ở đây luôn. Đã quá luôn mọi người. À, bây giờ xe mình thì cũng đã chuẩn bị để di chuyển về thành phố Champasak của tỉnh Bắc Xê của Lào. Giờ sẽ lên đây rồi chúng ta sẽ đi thôi. Nay thì gần 7 giờ mấy anh em mới đến được bến xe số 8 gần chợ Đào Hương, cách chợ Đào Hương khoảng 8 km. Và bây giờ thì các anh em sẽ về nhà nhận phòng nghỉ để mà nghỉ. Ngày mai sẽ có những cái hành trình rất là thú vị.
Cũng như lần trước thì cái phương tiện di chuyển của mình tại thành phố Chăm Ba Sắc này đó là xe túc túc, một cái phương tiện khá là phổ biến tại đây. Ngoài xe túc túc này còn một phương tiện nữa đó là xe xóm lọ, cũng rất là hay luôn. Bây giờ mình đang di chuyển về khách sạn nè. Bây giờ thì cũng khá là muộn và các anh em sẽ di chuyển khoảng 8 cây số nữa để đến khu chợ Đào Hương và nghỉ ở đó. Ngày mai thì các em Vùi Hồ với lại em Nhân Chứng cũng như là anh Ngân sẽ có đi dạo quanh một vòng chợ Đào Hương cũng như là khám phá những cái khu di tích ở tại nơi này, đồng thời là có những cái bất ngờ ở trong chuỗi video clip tiếp theo cho tất cả cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn. Rất là mệt luôn rồi, ngày nay phải nói là hơn 12 tiếng ngồi trong một cái chiếc xe mà chở hàng nhiều hơn là chở người. Anh này là một người Lào, anh không có gành, không giống như lần trước thì Bùi Hồ có đi gặp được anh Hòa, anh cũng là người Việt nên anh rất gành mà khi mà giao tiếp với lại người Lào. Người Lào thì họ cũng không có giỏi tiếng Anh, cũng giao tiếp rất là khó luôn mọi người. Đặc biệt là ở đường phố ở Lào nó rất là vắng vẻ như thế này, chỉ tầm 7 giờ thôi nhưng mà ngay tại gần thành phố, nhưng mà đường xá ở đây xám xịt luôn, một màu tối à. Và sau cái thời gian mệt mỏi thì các anh em đang có mặt tại một cái nơi khách sạn của Lào, đó là khách sạn Maggi Hotel 2. Giá khách sạn mỗi đêm cho một phòng là 120.000 một người, phòng đôi là 150.000 kiếp một người, thì nó 120.000 thì nó khoảng 150.000 tiền Việt Nam. Và Bùi Hồ thì mới trả xong tiền xe túc túc là 60.000 kiếp, cũng khá là rẻ luôn mọi người, cho ba người. Và bây giờ thì Bùi Hồ cùng với lại em Nhân cũng như là anh Ngân sẽ vô đây nhận phòng. Dạ 20.000. Ok, chúc sức khỏe. Sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Phật chạy đại lai. Bye bye. Telephone. Dạ. Cũng lần này cũng gặp một cái cô chủ khá là dễ thương. Cái bạn này người Lào nghe Nhân. Hỏi cô biết tiếng Việt hả? Không, không biết tiếng Việt. Thank you. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Khỏi không? No. 120.000 thì thấy như thế nào nha? Rẻ giống như là ở những thị xã, thị trấn ở tỉnh của Việt Nam mình vậy đó. Nó khoảng 150.000 tiền Việt nhưng mà có máy lạnh luôn. Có đầy đủ hết. Và đặc biệt cô chủ này ha, sau khi mà để đồ xong thì tí xíu nữa cô chủ này sẽ lên nhận tiền, gõ cửa nhận đi. Ủa vậy là mình sẽ trả tiền trước ha? Trả tiền trước 120 với 150 với 270. Để hồi cô chủ hôm trước bị gõ cửa không lần rồi. Mệnh giá tiền của Lào thì cũng chia ra rất rất là nhỏ, cho nên là mình rất là dễ bị lộn tiền. Tí xíu nữa cô chủ trả lại, cô chủ nói chị á. Hiểu tiếng Lào luôn rồi hả? Tại vì mình dư 10.000 nên là thật sự cô chủ nói vậy, muốn làm rễ Lào hay gì á? Không có đâu. Rồi thôi anh về bển ha. Thôi bây giờ như thế này, cũng chân thành cảm ơn các anh ở Lào luôn ha, thông qua đoạn clip này để họ tí xíu nữa mấy anh em mình sẽ đi ăn nhẹ nhẹ, ăn những cái đặc sản của Lào và đặc biệt là những cái món như là tôm sùm rất là ngon luôn. Cô bác anh chị còn đoạn clip khá là hay mặc dù đoạn đường tôm gì còn... tôm hầm hả? Tôm sùm. Tôm sùm hả? Tôm sùm tiếng Lào là đu đủ dầm á. Tôm sùm khá là vất vả nhưng mà cố gắng ghi lại những cái hành trình cho cô bác anh chị xem. Mong cô bác anh chị ủng hộ hàng em để có được những cái video clip hay, thì cũng là có cô bác anh chị ủng hộ đó. Thôi xin chào.